Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin gác bất đồng thể chế Mỹ-Việt hợp sức chống Tàu. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Begun đã phát biểu rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã thẳng thắn nhìn vào quá khứ, giải quyết những tàn dư một cách có trách nhiệm và biến những điểm bất đồng thành những lĩnh vực hai bên có thể hợp tác. Ông Begun cũng nói thêm rằng việc hai nước phối hợp xử lý ô nhiễm dioxin, giả phá vật liệu chưa nổ và trợ giúp người khuyết tật Việt Nam đã giúp tăng cường mối quan hệ đối tác giữa chúng ta. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bên phải vẫy lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là lá cờ Mỹ tại một buổi đón tiếp nguyên thủ Mỹ ở Văn phòng Chính phủ Hà Nội vào hôm 27 tháng 2 năm 2019. Một minh chứng nữa cho mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đó là việc chúng ta đã tổ chức 23 cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền. Nhà ngoại giao cấp cao đã phát biểu như vậy hôm 28 tháng 7 tại một sự kiện trực tuyến do Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ tổ chức để đánh dấu 25 năm ngày hai nước bình thường hóa quan hệ. Nói về một trong các vấn đề mà hai nước được cho là vẫn còn khác biệt, ông Begun cho biết rằng những đối thoại này đã tạo điều kiện trao đổi thẳng thắn và bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ tổ chức đối thoại nhân quyền lần thứ 24 vào cuối năm nay. Liên quan tới quan hệ quân sự, nhà ngoại giao cấp cao đứng hàng thứ hai của Mỹ nói rằng hai quốc gia cựu thù đã xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước. Ông Begun cũng nêu lên ví dụ về chuyến thăm Việt Nam của tàu USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay thứ hai của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam kể từ khi hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng tôi vô cùng tự hào khi hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và hỗ trợ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam đến Nam Sudan, ông đã nói thêm. Và ngày nay, tầm nhìn chung của chúng ta về khu vực thể hiện qua tầm nhìn của chúng ta về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cũng như tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đang củng cố lẫn nhau. Chúng ta đã hợp tác chặt chẽ để giải quyết hàng loạt thách thức trong khu vực Mekong, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cũng theo Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã nói rằng hai nước đã hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lòng tin và xác lập quan hệ đối tác toàn diện trên cơ sở lợi ích chung, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đây là hình ảnh hôm 27 tháng 8 năm 2019, Đại sứ Hoa Kỳ, ông Daniel đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn ở Quảng Trị. Ông là đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ đến thắp hương tại một Nghĩa trang Liệt sĩ của Việt Nam. Ông Ngọc nói thêm rằng quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ lẫn nhau ứng phó đại dịch viêm phổi Vũ Hán và phục hồi kinh tế, cũng như mở rộng hợp tác sang xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có Biển Đông, Mekong và bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào hôm 15 tháng 7 đã phát biểu thêm về các tuyên bố chủ quyền hoàn toàn phi pháp cũng như chiến dịch dọa nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói thêm rằng tuyên bố thể hiện quan điểm về Biển Đông hai ngày trước đó hết sức quan trọng và không chỉ xác định quan điểm của Hoa Kỳ mà còn làm rõ rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ các nước khác trong khu vực tăng cường khả năng duy trì các lãnh hải thuộc chủ quyền của họ. Mới đây, Đại sứ Hoa Kỳ ông Daniel cũng đã đồng thời viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nghĩa trang Quân đội của Việt Nam Cộng Hòa trong cùng ngày 21 tháng 6. Vào hồi tháng 8 năm 2019, ông Daniel đã viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn ở Quảng Trị. Ông là đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ đến thắp hương tại một nghĩa trang liệt sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trả lời báo Tuổi Trẻ Online, đại sứ Daniel cho biết thông điệp chính của chuyến thăm này là hai nước Việt Nam và Mỹ đã hàn gắn vết thương chiến tranh, đặc biệt là hợp tác chung trong việc khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Những kết quả này không chỉ giúp cải thiện đời sống của người dân Quảng Trị, mà còn là chính là cầu nối của người dân cũng như chính phủ hai quốc gia. Và chuyến thăm đến nghĩa trang Trường Sơn là để bày tỏ sự kính trọng đối với người đã hy sinh vì lòng yêu nước. Đại sứ Daniel đã nói như vậy. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nói việc đại sứ Mỹ lần đầu tiên đến thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là một hành động rất có ý nghĩa, là một biểu tượng của việc khép lại quá khứ, tôn trọng sự thật. Đây là hành động vô cùng ý nghĩa, thể hiện hai bên cùng khép lại quá khứ và hướng tới tương lai hợp tác, ông Hoàng Nam đã nói. Và bên cạnh đó, Việt Nam cũng tiếp tục hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Mỹ. Đây là hình ảnh tàu sân bay
USS Theodore Roosevelt đậu ở Vịnh Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5 tháng 3 cho đến ngày 9 tháng 3 năm 2020. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng về khả năng nâng cấp mối quan hệ ngoại giao với Mỹ lên đối tác chiến lược sau 25 năm bình thường hóa quan hệ và 6 năm thiết lập đối tác toàn diện. Khẳng định sẵn sàng làm bạn và đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trên thế giới, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói rằng quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ chứng kiến những bước phát triển tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực và trên cả bình diện song phương, đa phương, trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Bà nói tiếp, hai bên duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc song phương và trao đổi các đoàn cao cấp, duy trì các cơ chế đối ngoại, tăng cường thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế, bà Hằng đã nói trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm 2 tháng 7 vừa qua. Vào thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tin cũng cho hay, năm 2020 đánh dấu 25 năm quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được bình thường hóa quan hệ ngoại giao và 6 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Bà Hằng cho rằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán mà nữ phát ngôn viên nói là diễn biến phức tạp và lan rộng toàn cầu đã tác động tới các hoạt động đánh dấu cột mốc trong mối giao bang giữa Việt Nam và Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel được tờ Thanh Niên dẫn lời nói với báo giới rằng ông không có thông tin cụ thể về việc bao giờ quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ có một cái tên mới, nhưng nhấn mạnh quan trọng thực chất không phụ thuộc vào tên gọi. Trên trang Facebook cá nhân của Đại sứ quán Mỹ vào hôm 6 tháng 7 cho biết rằng ông Đại sứ Mỹ đã đến gặp gần 30 nhà báo để thảo luận về mối quan hệ hợp tác song phương mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhà ngoại giao này cũng đã dẫn lời nói khi hai nước đánh dấu 25 năm tình bạn trong năm nay, rõ ràng hai dân tộc vĩ đại của chúng ta có nhiều thứ để kỷ niệm. Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam hơn 160 triệu đô la về an ninh quân sự. Đây là hình ảnh tàu cảnh sát biển 8020 được cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận từ lực lượng tuần duyên của Mỹ vào năm 2017. Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam hơn 160 triệu đô la trong lĩnh vực an ninh quân sự, trong đó có hai tàu tuần duyên trị giá 58 triệu đô la. Đồng thời, Washington bán hơn 182 triệu đô la thiết bị quân sự cho Hà Nội, theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Thông cáo ngày 27 tháng 7 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, trong những năm gần đây, hợp tác an ninh, quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng nhanh chóng. Đặc biệt, trong giai đoạn năm 2017 đến 2020, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang khi đó xác lập tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cụ thể là kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng kéo dài 3 năm cho giai đoạn 2018-2020. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, trong năm tài khóa 2016 đến năm 2019, Việt Nam đã nhận được 150 triệu đô la tiền hỗ trợ an ninh từ chương trình tài trợ quân sự nước ngoài. Trong số này có 58 triệu đô la dành cho việc hỗ trợ chuyển giao hai tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton đã được loại biên của tuần duyên Mỹ cho cảnh sát biển Việt Nam, chiếc US Morgenthau chuyển giao vào cuối năm 2017 và chiếc John Mickett dự kiến được chuyển giao vào cuối năm 2020. Chương trình này của Mỹ còn hỗ trợ Việt Nam 24 xuồng tuần tra cao cấp và tốc độ cao loại Metasang, trong đó có 6 chiếc cuối cùng đã được bàn giao hồi tháng 5 năm 2020. Cũng trong chương trình hỗ trợ này, Việt Nam còn nhận được 5 triệu đô la trong năm tài khóa 2018 thông qua chương trình chiến lược Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, dùng hỗ trợ cho việc nâng cao năng lực tập huấn, huấn luyện đào tạo máy bay tuần tra bờ biển, hệ thống máy bay không người lái, radar, duyên hải. Vào năm tài khóa 2016-2020, Việt Nam nhận 20 triệu đô la từ chương trình này của Mỹ thông qua sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng 10 triệu đô la qua chương trình sáng kiến an ninh hàng hải Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn bán cho Việt Nam hơn 182 triệu đô la thiết bị vũ khí an ninh quốc phòng trong các năm tài chính 2015-2019. Trong đó, 52,86 triệu đô la các mặt hàng thiết bị quốc phòng bán qua chương trình bán hàng thương mại trực tuyến và 130 triệu đô la thiết bị quân sự qua chương trình bán hàng quân sự nước ngoài. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ba mặt hàng thiết bị vũ khí chủ yếu mà Việt Nam mua của Mỹ qua chương trình này là điều khiển hỏa lực, laser, hình ảnh và thiết bị dẫn đường, điện tử, quân sự, động cơ, tuabin khí và các thiết bị liên quan.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Úc vào hôm 29 tháng 7 đã phản ứng đầy giận dữ trước một tuyên bố chung của Mỹ và Úc vốn chỉ trích tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông cũng như ở các nơi khác và cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây áp lực đối với Trung Quốc sẽ không bao giờ thành công. Trang tin news.com.au của Úc đã đưa tin như vậy. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã tiếp và làm việc với Ngoại trưởng Marisa Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds của Úc tại Washington vào ngày 28 tháng 7. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã tổ chức 2 ngày thảo luận ở Washington với người đồng nhiệm của Úc. Và như vậy, ngoài Việt Nam thì hiện nay Úc đã rất tích cực tham gia vào việc phản đối Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Marisa Payne và Ngoại trưởng Quốc phòng Linda đã bay tới Mỹ dù dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và đối mặt với 2 tuần bị cách ly khi trở về nước, theo hãng truyền thông Reuters chia sẻ. Trong tuyên bố sau cuộc gặp, hai nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vấn đề nóng như Hồng Kông, Đài Loan và cuộc đàn áp người Di Ngô Nhĩ ở Tân Cương và các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông vốn bị coi là không có giá trị theo luật quốc tế. Tuy nhiên, theo trang tin newcom.au, Đại sứ quán Trung Quốc ở Úc đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Cơ quan ngoại giao này cũng phản đối điều được coi là các cáo buộc vô căn cứ và có cuộc công kích đối với Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Hồng Kông, Tân Cương và Biển Đông đưa ra trong tuyên bố chung. Trung Quốc cũng tuyên bố không thay đổi chính sách về Biển Đông và Bắc Kinh còn nói sẽ nghiêm túc tuân thủ UNCLOS. Vào ngày 29 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố Trung Quốc không thay đổi chính sách đối với vấn đề Biển Đông và nghiêm chỉnh chấp hành tuân thủ các luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Và như vậy, qua việc căng thẳng ở Biển Đông thì không chỉ Việt Nam mà Úc và rất nhiều nước khác hiện nay đang rất tích cực phản đối Trung Quốc và điều này sẽ dẫn đến nhiều khó khăn cho Trung Quốc vào thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.